ngày thứ hai, ngày 29 tháng 8, 2016. Sau đây là tin tức trong ngày. Hải sản Việt Nam bị tẩy chay cả trong và ngoài nước. Báo chí là Đảng Việt Nam loan tin người dân trong nước và các nhà nhập cảng hải sản của Việt Nam tại ngoại quốc đều tẩy chay hải sản Việt Nam xuất xứ từ miền Trung vì lo sợ chúng bị nhiễm độc. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, vừa đại diện cho 270 doanh nghiệp trong ngành chế biến thủy sản, kiến nghị lên Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về thiệt hại sau thảm họa môi trường tại 4 tỉnh miền Trung. Tổ chức này cho rằng cái gọi là sự cố ô nhiễm đã gây tâm lý hoang mang, lo sợ đến đời sống, việc làm cũng như sức khỏe của người lao động. Người dân lo lắng và không dám đi đánh bắt, trong khi đó khách hàng quốc tế quan ngại thủy sản Việt Nam bị nhiễm kim loại nặng. Vì vậy, nhiều khách hàng đã hủy hợp đồng không mua thủy sản với các doanh nghiệp có nhà máy chế biến tại 4 tỉnh miền Trung Việt Nam. Hai người Nam Hàn lừa đảo ở Việt Nam bị bắt tại Thái Lan. Hai người Nam Hàn lừa đảo hơn 1 triệu rưỡi Mỹ Kim ở Việt Nam đã bị bắt ở Bangkok sau khi định chọn Thái Lan làm địa bàn hoạt động mới. Theo đó, hôm 26 tháng 8, cảnh sát Thái Lan cho biết Suk Gu Yang, 31 tuổi và Sang Gi Yun, 29 tuổi đã bị tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol phát lệnh truy nã đỏ và đã bị bắt giữ một ngày trước đó tại một viện giáo dục của Thái Lan. Hai người này bị cáo buộc thông đồng với một số người khác để thiết lập trung tâm tổng đài ở Sài Gòn, rồi sau đó gọi điện lừa các nạn nhân ở một số nước, đặc biệt là tại Hàn Quốc, chuyển tiền cho họ. Putin cho sa thải thêm 8 tướng quân đội và an ninh. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho sa thải thêm 8 tướng thuộc Ủy ban điều tra và Bộ Nội vụ của nước này. Hồi tháng trước, cơ quan an ninh liên bang Nga bắt giữ một số cán bộ thuộc văn phòng Moscow của Ủy ban điều tra, trong đó có phó giám đốc Denis Nikanov. Những người trên đều bị trung báo cuộc buộc liên quan đến tham nhũng hàng triệu Mỹ Kim. Campuchia bác bỏ cáo buộc của CNRP về việc cho nông dân Việt Nam thuê đất. Giới chức Campuchia phủ nhận cáo buộc của đảng đối lập CNRP nói rằng chính quyền đồng tình để nông dân Campuchia cho nông dân Việt Nam thuê phi pháp hàng trăm hecta đất dọc biên giới giữa hai nước. Theo đó, năm nhà lập pháp của đảng cứu dân nguy dân tộc CNRP đã viết thư cho Bộ trưởng Nội vụ Sorkin hôm 23 tháng 8 yêu cầu chính phủ có biện pháp can thiệp tức thời nhằm ngăn chặn nông dân của nước này đem đất của mình cho nông dân Việt Nam thuê bất chấp đã có lệnh cấm được ban hành hồi năm 2015. Các nghị sĩ của CNRP nói rằng hơn 196 hecta đất tại xã Tuorse, 200 hecta ở Chenchia và một lô 40 hecta tại xã Prasat của Pavet đã bị cho thuê phi pháp, đe dọa an ninh lãnh thổ Campuchia. Tuy nhiên, giới chức tỉnh Sway Rang cho biết họ đã thực hiện một cuộc điều tra kéo dài 2 ngày và khẳng định những cáo buộc của CNRP là vô căn cứ. Đó là những tin đáng chú ý trong ngày. Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị thính giả tin bình minh vào ngày mai. Hy vọng một ngày thật đẹp sẽ đến với quý vị.